Cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần thứ 2 do báo Sức Khỏe và Đời Sống, Bộ Y tế tổ chức với sự đồng hành của Hub Life Việt Nam với mục đích lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần vào thành công chung của ngành y tế về truyền thông nâng cao nhận thức của người dân đối với rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Tại vòng 3 của chương trình, mỗi ứng viên sẽ nộp về ban tổ chức một video không quá 3 phút hướng dẫn người khác thực hành những phương pháp của mình cùng thông điệp truyền cảm hứng. Sau đây sẽ là những video truyền cảm hứng đặc sắc nhất của cuộc thi. Từ một cô nhân viên văn phòng đi làm với trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng, thì đến thời điểm hiện tại, tôi đã dần đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra trước đó. Nhờ vào việc bắt đầu lối sống năng động và lành mạnh, cụ thể là uống nước đúng cách, ăn uống khoa học, tập luyện thể thao, mà bây giờ tôi vui vẻ hơn, năng lượng hơn, và đặc biệt là tôi đã tự tin hơn về vóc dáng của mình. Vì đã tự tin hơn về vóc dáng của mình nên tôi đã không ngần ngại mà chia sẻ sự thay đổi của mình đến với mọi người xung quanh, đặc biệt là chị em văn phòng nơi làm việc của tôi. Cụ thể là tôi đã không ngần ngại chia sẻ quá trình thay đổi của mình đến với chị Thùy làm chung văn phòng. Từ thay đổi về cách uống nước cũng như là ăn uống khoa học thì chị đã cùng với tôi tham gia tập luyện các bài tập như cardio và chạy bộ. Ngoài chị Thùy ra thì tôi còn chia sẻ thêm với hai bạn về quá trình thay đổi của mình. Đến thời điểm hiện tại, nhóm của tôi đã được 4 người. Tuy tôi chỉ mới chia sẻ với nhóm của mình gần đây, nhưng mọi người đã đạt được 40% so với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Đặc biệt là bạn Huyền khi đến với nhóm, sau khi bạn nghiêm túc thực hiện chế độ ăn uống khoa học và vận động hợp lý, bạn đã giảm 4kg cân nặng và giảm 8cm vòng eo. Truyền cảm hứng đến với nhiều người và lan tỏa tới mọi người xung quanh.